Hello, xin chào tất cả anh em, chào mỗi thằng mình. Video này mình sẽ dành cho các anh em nào đang cần tìm những mùi hương mùa hè, và cái quan trọng nhất đó là nó không sử dụng nốt hương nước biển. Như mọi người đều đã biết rằng nếu như chúng ta quá là nhạy cảm hoặc là mẫn cảm thì khi mà ngửi nốt hương nước biển chúng ta sẽ cảm thấy tanh và lợ. Do vậy, đôi khi chúng ta mua về những chai nước hoa mà được mọi người đánh giá rất là cao, ví dụ như Nautica, Bulgari Pure Homme, Light Blue, thì khi mà chúng ta ngửi thì không khác gì những cú đấm vào mặt. Do vậy video này mình sẽ chia sẻ đến anh em, hoặc là gợi ý đi 7 chai nước hoa mà các em có thể sử dụng thay thế cho những chai nước hoa có sử dụng nốt hương nước biển, và cái quan trọng nhất là chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè Việt Nam. Ok, let's go. Hai chai nước hoa đầu tiên đó là hai sản phẩm của nhà Tom Ford, và chai đầu tiên đó là Nidori Portofino Forte. Các anh em phải hết sức lưu ý đó là bản Forte nhé, chứ không phải là Portofino thường, bởi vì bản này nó đã được nâng cấp lên về độ hiệu năng mùi rất là nhiều. Và cái nữa, khi mà chúng ta xịt mùi hương này, nó giống như một cái cảm giác rất là sạch sẽ, như chúng ta vừa ở trong bồn nhà tắm bước ra, rất là thơm tho, rất là sạch sẽ. Và nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương mà nó khiến cho chúng ta khi mà xịt những ngày mùa hè, mồ hôi nó ra nó cảm giác nhớp nhát ấy, mà chúng ta muốn cái mùi hương nó khiến khi mà chúng ta ngửi nó cảm giác nó thanh, nó sạch, thì Tom Ford Nidori Portofino Forte là cái mùi hương đầu tiên mình muốn gợi ý đến cho các anh em. Chai nước hoa thứ hai cũng của là nhà Tom Ford, nó có tên là Mandarino di Amalfi. Mình không biết là mình nói tên dài quá. Đó, đây là tên của em nó. Đây là một mùi hương citrus rất là ok. Mình nghĩ rằng khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì chúng ta sẽ không phải nghĩ ngợi, chúng ta sẽ không phải lăn tăn là chúng ta đến chỗ này, chúng ta gặp người này có sợ họ cảm thấy không thích, họ cảm thấy khó chịu hay không, bởi vì đây là cái mùi hương rất là an toàn. Có thể là không tạo được một ấn tượng rõ ràng, thế nhưng để đến mức độ ghét thì mình nghĩ rằng sẽ chắc chắn sẽ rất là khó. Do vậy, nếu như kênh em nào có tiềm lực tài chính thì cũng nên thử chai nước hoa này, một sản phẩm của nhà Tom Ford. Ok, Mandarino rất thú vị. Ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà Lush, và nó có tên là Dirty. Đây là một mùi hương bạc hà rất là tươi mát. Khi mà xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ cảm thấy giống như kiểu là chúng ta đang lao vào một cái, giống như kiểu là một cơn sóng, hoặc là một cái gì đấy nó tràn đầy là nước, nó bùm phát vào người của chúng ta vậy. Bởi vì một cảm giác rất là mát, rất là sạch sẽ khi mà xịt chai nước hoa này. Bởi vì như mình vừa nói, bạc hà là nốt hương tiêu biểu của chai nước hoa này, mình vừa xịt vào tay xong rất là dễ chịu. Do vậy mùa hè chúng ta xịt chai nước hoa này mình nghĩ rằng cũng rất là ok, một sản phẩm của nhà nước hoa Lush Dirty. Okay. Tiếp theo 4 năm đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Guerlain. Chai nước hoa đầu tiên đó là Mandarin Basilic và Nidori Bianca. Đây là hai chai nước hoa có cái tông mùi citrus. Đối với mình đánh giá nó thuộc một loại xuất sắc. Nếu như có một cái list những chai nước hoa citrus xuất sắc thì mình sẽ cho hai chai nước hoa này vào trong list, với Mandarin Basilic, một cái mùi hương của quất rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái khi mà ngửi. Chúng ta sẽ cảm giác rất là rõ ràng mùi hương của quả quất. Và Nidori Bianca, một quả cam mọng. Nói chung đây là hai chai nước hoa mình cho rằng các anh em nào, bởi vì tất nhiên thì mỗi người một gu nước hoa, nhưng có những anh em mình biết là rất là ưa chuộng cái kiểu tông mùi trái cây một chút nhẹ nhàng, một chút không quá là đậm đó, thì mình nghĩ rằng Nidori Bianca và Mandarin Basilic là hai cái mùi hương mà chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu, bởi vì nó rất là đáng giá, nó rất là đáng giá với số tiền chúng ta sẽ bỏ ra. Ok. Ở vị trí số 6 đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic 78. Mình nghĩ rằng đã có rất nhiều video mình nói về mùi hương của chai nước hoa này thì không cần phải nói lại nữa, nói nhiều nó mất hay. Nhưng mà
đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là thú vị nếu như chúng ta đang cần tìm một mùi hương dành cho mùa hè. Nhưng mà nếu mà quá nóng thì chúng ta nên cân nhắc số lần xịt, vì có thể nó sẽ gây một chút khó chịu cho mọi người. Mình nghĩ như thế thôi. Và cuối cùng, John Varavatos Artisan Pure, một mùi cam xuất sắc. Trong cái phân khúc designer thì đây chẳng là chai nước hoa có thể đương cự với hầu hết những chai nước hoa niche hoặc indie có sử dụng cùng loại nguyên liệu. Khi mà xịt chai nước hoa này thì mình cảm giác giống như là một cái cuống quả cam mình bóc ra và mình ngửi rất rất là thư thái, rất rất là thơm. Rất là tiếc thì chai nước hoa này mình không hiểu cuối cùng là nó đã ngưng sản xuất hay chưa. Có thông tin là đã có thông tin thì là chưa. Thế nhưng rất là khó để tìm chai nước hoa này. Khó thôi chứ không phải là không tìm được. Nếu các anh em chúng ta mà quen biết với ai mà chuyên hàng order ấy, thì mình nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được chai nước hoa này, không có gì là khó cả. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa mà có thể thay thế những chai nước hoa có sử dụng đốt hương nước biển mà nếu như chúng ta cảm thấy khó chịu khi mà ngửi. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.